Thầy xin chào tất cả các bạn nha. Phương pháp mà thầy muốn chia sẻ với tất cả các bạn á, dùng những cái nguyên liệu mà nó dễ tìm, nó rẻ tiền và nó chi phí nó hấp nữa, giúp cho chúng ta dễ thực hiện ha. Thực hiện thường xuyên và thực hiện liên tục mà không bị gián đoạn. Thì những cái nguyên liệu đó thầy muốn chia sẻ với tất cả các bạn là những cái nguyên liệu có sẵn trong nhà bếp của chúng ta và rất là dễ tìm luôn. Đó chẳng hạn như là chúng ta dùng là củ hành nè ha, và có thể là dùng tỏi hoặc là gừng. Thì những cái nguyên liệu này á, thì chúng ta dễ dàng mua ở chợ nè, siêu thị ha, hay là bất cứ ra ngoài là chúng ta mua được ha. Cái nguyên liệu nó cũng là dễ tìm, chi phí thấp và hiệu quả lại rất là cao, tốt hơn nha. Và cái cách thực hiện như sau các bạn nha. Các bạn sử dụng khoảng một nhánh gừng nhỏ nha, tương đương với khoảng là 50g một lần sử dụng nha các bạn. Ở đây hãy sẽ sử dụng một nhánh gừng nhỏ như thế này thôi nha. Các bạn rửa hoặc là sạch gừng này nha. Các bạn có thể là mình giã nát ha, hay mình cũng có thể mài nhuyễn nó ra cũng được nha. Sau khi các bạn được gừng như thế này thì chúng ta cho vào là khoảng 2 muỗng nước lọc nha. Và sau đó chúng ta sẽ lược lấy nước nha. Sau khi các bạn được lọc được nước gừng như thế này thì chúng ta cho vào đây là khoảng 2 muỗng mật ong nha. Chúng ta quậy đều lên. Và cái cách sử dụng như sau nha. Các bạn sẽ sử dụng một lần là 2 muỗng như thế này sau bữa ăn sáng và trước khi đi ngủ là khoảng 1 giờ các bạn nha. Gừng này với mật ong này nó giúp cho chúng ta cải thiện tình hình tốt nha. Nếu như các bạn nào đang bị cái bệnh này thì các bạn hãy áp dụng thử nha. Cái cách này rất đơn giản, rẻ tiền và chi phí cũng rất là thấp luôn. Các bạn cũng dễ thực hiện nữa, cho hiệu quả rất là cao. Hãy hy vọng rằng là các bạn xem được video này, các bạn áp dụng và cho mình được sức khỏe thật là tốt ha, hoặc là nhiều sức khỏe để giữ hạnh phúc gia đình nha. Các bạn kiên trì thực hiện điều đặn thì sẽ được cải thiện sức khỏe nam giới rất là tốt luôn, giúp cho chúng ta tăng cường sức khỏe và chúng ta sẽ có được hạnh phúc trong cuộc sống nha. Sau khi chia sẻ video này, hãy hy vọng rằng là các bạn có thật là nhiều sức khỏe, gia đình được hạnh phúc ha.
Nếu các bạn nào thích video của Thủy cho Thủy một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ kênh của Thủy nha. Thủy xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video sau.